sức mạnh nạp. Choáng. Choáng sức mạnh nạp. Cái đây là gì? Khổ sức mạnh nạp. Cái đây là cái gì sức mạnh nạp? Bàn đạp của sức mạnh nạp. Cái gì? Đây là gì? Đây là gì? Đây là chủ gì sức mạnh nạp? Thế thôi thì tôi hỏi những cái nhỏ nhỏ trong cái giá nó đâu nha, nếu thì hỏi cái điểm rất nhiều đấy tốt nha, nha hỏi cái thể đá, hỏi cái thể thể đá, khả năng giá cả. Thầy thầy nói những cái gì sẽ thi rồi ạ, chứ đừng nói cái gì xa xôi quá. Em nhiều thầy, em nhán nhiều đấy. Đấy, mình thấy nó cái này đi. À, cái này có cái to rồi, cái nhỏ tao lấy nhá nè. Cái to là được chưa? Chị nói thầy lấy cái to thầy giản thôi.